tiến trình ngầm OpenSSH trên server và phía lệnh của phía client. Thế thì các bạn, cái chương trình server của OpenSSH gọi là SSHD được thiết lập sẵn sẵn và hoạt động ở trên một cái bản cạp mới của Red Hat cho phép người dùng từ xa để truy cập vào hệ thống sử dụng một cái phần mềm khách như là Putty chẳng hạn, hoặc là công nghệ SSH. Cái tiến trình ngầm này lắng nghe trên cổng TCP/22 và ghi ở trong SSHD config file, cái phần mục cái dòng port. Thế thì cái phần mềm phía khách ấy thì có rất nhiều tính năng như là ghi sau được SCP, SFP, SST, rồi copy copy này, hoặc FTP này, rồi SHS copy agent. Thì thiết lập file ở phía server thì cái server thì sẽ có thiết lập trên file và định định nghĩa bằng cái thiết lập một toàn cục, và file này được nằm trong cái đường dẫn là SH này và gọi là SHD config. Có một số cái dòng cần chú ý trong cái dòng này vì nó ảnh hưởng tất cả những cái SH thiết lập SH bên trong và được tinh chỉnh để làm việc cho các một trường hợp. Thêm vào đó thì cái thư mục và log secure được sử dụng để lưu tất cả các thông điệp xác thực. Một số các cái dòng với mặc định trong SH config như là port này, listen address này, sitelock, rồi SSH 00 này, SSH key này, port là định số port và gọi 22 giao thức, tức là TCP. Địa chỉ lắng nghe thì sẽ là địa chỉ đặc biệt nó lên nghe, gọi là nghe tất cả các cổng địa phương. Sitelock là định nghĩa cái phát xít code sử dụng để lock thông tin vào. Lock level thấy thì mức độ ghi thông tin thôi. Permit root login tức là cho phép bật, cho phép hoặc cho phép đăng nhập vào root, hoặc định là yes. Pub key authentication đấy, cho thiết lập hoặc tắt cái public key, tức là thiết lập truy xuất thông qua từ khóa. Tiếp theo là authorize key, đặt tên và địa nơi chứa cái khóa mà sẽ xác thực người dùng, hoặc định là SSH authorize key, tức là dùng một cái home của cái user sẽ cập vào. Path authentication tức là cho phép hoặc tắt đi việc sử dụng một cái khẩu của mình địa phương, tức là của mình phương ấy. Path permit and password là cho phép hoặc không cho phép việc sử dụng không mật khẩu. Channel Chain Authentication bật và tắt các cái câu hỏi để truy cập. UPM PAM là bật tắt việc sử dụng xác thực qua PAM. Nếu bật thì chỉ có root có thể được chạy SSH thôi, mòn thôi. Được mà định là yes. X11 X11 forwarding tức là cho phép hoặc ngắt được truy cập bằng gọi là đồ họa thông qua mạng, mà định là yes. Phép có nhiều thiết lập có thể thêm vào cái file này, chúng ta sẽ xem xong trong cái main file sconfig. Thiết lập ở phía khách thì sao? Với mỗi một cái máy SSH khách thì sẽ sử dụng SSH để truy cập một cái máy chủ SSH ở phía xa mà có thiết lập địa phương. File cho phép mà cách cái người khách có thể truy cập được này. File này tên là SSH config ở trong ECSH. Một số các đường có cái dòng thiết lập trước trong file này. SHD cả. SHD. SConfig rồi. Host này, forward này, position này.
cái thư mục SH này không mặc định có mà nó tạo khi người dùng chạy ô lệnh SH key gen the sync key để cho lần đầu tiên là sinh một cặp hai cái để kết nối tới một cái truy cập SSH phải không? Host key trong ngày đầu tiên khi nghe cái phía client sẽ lưu trữ cái host key của server trong một file là no host đi kèm với host name và IP. Còn trên nếu trong phần truy cập tiếp theo thì phía khách sử dụng thông tin này xác thực của cái server có rất nhiều thiết lập để có thể được thêm vào file này. Tức là thế này đến truy cập hệ thống và chuyển file tạm đã cho xin nốt này. Một người dùng phải truy cập vào hệ thống Linux để sử dụng nó hoặc chuyển file thì người truy cập cái tiến trình truy cập thì nhận xác thực cái người sử dụng cái hệ thống và truy cập đến hệ thống SSH thì sử dụng là SSH hoặc SCP và SSP dùng để copy file. Những câu lệnh này yêu cầu phải có một cái host name có thể giải chấp được, tức là có thể tìm được host name vậy và họ IP của máy đó. Và tất cả những câu lệnh này thì được bảo vệ an toàn và có thể sử dụng ở trên môi trường không an toàn nhưng an toàn. Những mục sau và những bài tập sẽ mô tả quá trình thi hành như thế. Đầu tiên là từ SSH sang SSH và cùng từ SSH sang Windows.